2.3 kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ. A khái niệm Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế. Cả hai chiều quản lý đều phải có trách nhiệm chung trong việc thực hiện mục tiêu của ngành cũng như của lãnh thổ. Sự kết hợp này sẽ tránh được tư tưởng bản vị của bộ ngành trung ương và tư tưởng cục bộ địa phương của chính quyền địa phương. Theo đó, bộ chỉ quan tâm đến lợi ích của các đơn vị kinh tế do mình thành lập và ủy ban nhân dân địa phương chỉ quan tâm đến lợi ích của các đơn vị kinh tế của địa phương từ đó dẫn đến tình trạng tranh chấp không có sự liên kết giữa các đơn vị kinh tế trên cùng một địa bàn lãnh thổ do đó hiệu quả thấp b nội dung kết hợp sự kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ được thực hiện như sau Thực hiện quản lý đồng thời cả hai chiều, quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ có nghĩa là các đơn vị đó phải chịu sự quản lý của ngành, bộ, đồng thời nó cũng phải chịu sự quản lý theo lãnh thổ của chính quyền địa phương trong một số nội dung theo chế độ quy định. Có sự phân công quản lý dành mạch cho các cơ quan quản lý theo ngành và theo lãnh thổ, không trùng lặp, không bỏ sót về chức năng nhiệm vụ quyền hạn các cơ quan quản lý nhà nước theo mỗi chiều thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý theo thẩm quyền của mình trên cơ sở đồng quản hiệp quản tham quản với cơ quan nhà nước thuộc chiều kia, theo quy định cụ thể của nhà nước, đồng quản là cùng có quyền và cùng nhau ra quyết định quản lý theo thể thức liên tịch, hiệp quản là cùng nhau ra quyết định quản lý theo thẩm quyền theo vấn đề thuộc tuyến của mình nhưng có sự thương lượng trao đổi bàn bạc để hai loại quyết định của mỗi bên tương đắc với nhau, tham quản là việc quản lý ra quyết định của mỗi bên phải trên cơ sở được lấy ý kiến của bên kia.